Chính phủ vừa đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc gia hạn thời gian hoàn thành dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến tháng 3 năm 2021 và thời hạn rút vốn của hiệp định vay bổ sung trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp triển khai các thủ tục gia hạn theo quy định, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được tư vấn ACT của Pháp đánh giá, chứng nhận an toàn độc lập. Giai đoạn vận hành thử toàn hệ thống là 20 ngày, cũng có sự theo dõi của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước. Trong quá trình vận hành thử, Tổng thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cần sửa chữa trên toàn tuyến, như các đoạn đường ray trong khu depot.